Xin chào các em học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ của môn thể dục lớp 8, thầy và các em sẽ ôn lại nội dung nhảy xa. Sau đây thầy mời các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta đến với giai đoạn chạy đà. Giai đoạn chạy đà được tính từ lúc xuất phát cho đến khi đặt chân vào bán dặm. Về tư thế chạy đà, đầu gối khuỵu xuống, chạm đất bằng nửa trước bàn chân, dồn trọng tâm về chân trụ, thân người hướng về phía trước. Về cửa ly chạy đà khoảng 7m đến 10m. Cách chạy đà thì tăng dần đều, hoặc là các em có thể chạy nhanh ngay từ đầu và tăng tốc ở những bước đà cuối. Những lỗi sai thường mắc ở giai đoạn này là chạy đà không ổn định, chạy đà tốc độ không cao, sức mạnh chân kém và tâm lý không ổn định. Thầy sẽ cho các em xem hình ảnh minh họa của giai đoạn chạy đà. Chúng ta bước vào giai đoạn dặm nhảy. Giai đoạn dặm nhảy được tính từ lúc đặt chân lên bán dặm cho đến khi chân rời bán dặm. Tốc độ chạy đà và tốc độ dặm nhảy có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy các em cần phải kết thúc giai đoạn chạy đà một cách hợp lý để đặt chân dặm vào bán dặm một cách tích cực. Khi dặm nhảy thì toàn bộ sức mạnh của ta dồn lên chân dặm. Chân dặm nhún xuống tạo đà để dặm nhảy đưa toàn bộ cơ thể lên cao. Đồng thời chân lăn của chúng ta đá lại từ sau ra trước. Thành tích của các em có xa được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào giai đoạn dặm nhảy của các em. Lỗi sai thường gặp ở giai đoạn này là dặm nhảy không mạnh và không hết sức. Thầy sẽ cho các em xem hình ảnh minh họa của giai đoạn dặm nhảy. Đây là giai đoạn dặm nhảy, các em chú ý quan sát là khi dặm các em dồn lực vào chân dặm nhún xuống, tạo đà để bật nhảy lên cao. Đồng thời chân lăn lúc đó gặp lại đá từ sau ra trước. Chúng ta đến với giai đoạn trên không. Giai đoạn trên không được tính từ khi chân rậm giờ bán rậm cho đến khi một bộ phận của cơ thể chuẩn bị tiếp đất. Nhiệm vụ của giai đoạn này là các em phải giữ được thăng bằng và tận dụng được quỹ đạo bay của cơ thể. Thầy sẽ cho các em xem hình ảnh minh họa của giai đoạn trên không. Đây là giai đoạn trên không. Thì khi các em trên không, các em phải giữ được thăng bằng và cũng như là tận dụng được quỹ đạo bay của cơ thể để kéo cái thành tích của mình ra xa hơn. Giai đoạn tiếp đất. Ở giai đoạn này, khi tiếp đất, các em cần phải thực hiện động tác khuỵu gối. Vì khi tiếp đất sẽ gây ra một chấn động rất lớn cho cơ thể, nên ta khuỵu gối để giảm bớt chấn động và tránh gặp phải chấn thương. Vì thành tích của môn nhảy xa được tính từ mép ván dặm cho đến điểm tiếp đất gần nhất của bất cứ một bộ phận nào của cơ thể, nên khi tiếp đất, các em chú ý cố gắng tập trung gặp người về trước, tuyệt đối không được ngã người về phía sau. Đây là giai đoạn tiếp đất. Thì các em chú ý nè, khi tiếp đất nè, chúng ta sẽ khuỵu gối lại để giảm chấn động cũng như là tránh chấn thương. Nếu các em tiếp đất không khuỵu gối thì lúc đó chân của các em sẽ chịu một cái lực tác động rất là mạnh, sẽ dễ gây ra chấn thương cho các em. Và vừa rồi thầy đã ôn lại cho các em toàn bộ 4 giai đoạn của môn nhảy xa. Sau đây thầy xin mời tất cả các em xem lại hình ảnh minh họa của 4 giai đoạn, đó là chạy đà, dặm nhảy, trên không và tiếp đất. Đây là hình ảnh minh họa. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các em học tập và làm việc thật tốt. Thầy xin chào tất cả các em.